Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Khỏe Không. Và chương trình Bạn Khỏe Không được phát sóng vào lúc 19h35 phút thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai vị khách mời để trò chuyện về chủ đề của chương trình quý vị nhé. Hãy cùng chào đón tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, nguyên giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay chúng ta còn có một vị khách mời nữa bác Sơn. Quang Huy sẽ giới thiệu với tất cả quý vị khán giả và bác Sơn, đó chính là diễn viên Huỳnh Nhu. Xin chào quý vị khán giả chương trình Bạn Khỏe Không. Hôm nay là mình sẽ đến với một chủ đề mà Quang Huy nghĩ rằng là rất phù hợp với bạn Nhu của chúng ta và ông bố trẻ. Chủ đề của mình là làm gì khi trẻ bị sốt. Sự là con của em cũng nhiều lần bị sốt. Thì mỗi người trong gia đình đều có một cái cách riêng để làm cho nó hạ sốt. Một người thì chọn là cách hạ bằng tự nhiên, người chọn là hạ bằng thuốc. Và nó cũng là cái chủ đề mà chúng tôi muốn bàn luận với tất cả quý vị khán giả để cùng tìm hiểu rõ hơn. Đó chính là làm gì khi trẻ bị sốt, áp dụng phương pháp hạ sốt tự nhiên hay là dùng thuốc để hạ sốt. Còn bây giờ thì Quang Huy xin mời bác Sơn cũng như là anh Nhu và tất cả quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm ngay sau đây ạ. Xin mời. Trời ơi, sao cứ 39 độ hoài vậy? Bên, con thấy trong người con sao rồi? Con thấy lạnh quá mẹ ơi, đau đầu, mỏi khắp người. Thôi bên của mẹ ráng nha, mẹ cho con uống thuốc thêm lần nữa. Nếu như mà không hết á, mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Trời ơi, đã nhỏ nó sốt vậy mà còn đắp mền nữa. Sao nhỏ nó hết sốt? Thôi để bà nội lấy chanh bà nội tha lưng cho con ha, rồi bắt đầu đi lao lại nước ấm. Mẹ, Bin nó đang sốt vậy á, đâu tắm nước ấm được đâu. Với lại tha chanh vô lưng con thấy... Chứ bà cho nó uống thuốc 2 ngày rồi có hạ sốt đâu. Người lớn á, trời nóng nực như vậy nè, mà thân còn chịu không nổi nữa rồi sao nhỏ chịu nổi. Thôi để bà nội lấy xay tay nè, bà nội đắp lên cho con. Mẹ, đừng nói đó là phương pháp mà hạ sốt tự nhiên nữa nha. Khoai tây có tác dụng hạ sốt sao mẹ? Phương pháp nào cũng vậy, Nguyễn Hằng Bin nó hết sốt là được. Con hết sốt chưa em? Con chưa hết sốt nữa anh. Trời ơi sao mà nóng như lửa đốt vậy không biết nữa. Tại mẹ cứ đưa Bin đi tắm nước ấm xong rồi mở quạt to để cho mát người. Em thấy vậy đâu đúng không? Cái vấn đề là con nó sốt 2 ngày nay rồi mà nó không có hạ sốt. Là mình phải đưa đi bệnh viện chứ ngồi ở đây cãi cái gì. Đi vô xếp đồ đi. Nhanh. Thiệt tình. Gia đình của em hả, là y chang như là bà nội trong tiểu phẩm vậy bác sĩ. Dạ. Có bữa là dùng chanh là chà lên người. Có bữa hả là lấy cái đôi giới nhúng vô giấm xong rồi mang vô chân. Rồi cũng có bữa là bầm tỏi ra xong cái đun sôi xong rồi cái đắp cho cái gan bằng chân. Cái lấy bọc quấn lại. Nhưng mà Huy đang thắc mắc là nhà của anh Nhu sử dụng những cái phương pháp hạ sốt tự nhiên như vậy thì nó có hiệu quả với lại bé ở nhà không? Thì nó có hiệu quả anh mới sử dụng cách đó với em. À vậy hả? Nhưng mà anh hiệu quả giống như là hiệu quả tức thời à. Dù mình đang sốt cái mình sử dụng những cách đó nó hạ sốt khoảng được 1 tiếng cái nó bắt đầu nó bị sốt lại. Thật sự ra cái sốt đó là một cái phản ứng của cơ thể của trẻ hoặc người lớn của chúng ta đó khi mà bị những một số cái bệnh, ví dụ như là nhiễm trùng, là nhiễm virus hoặc là nhiễm khuẩn. Thì đặc biệt là những cái mùa mà thay đổi thời tiết như hiện nay á, nó là một cái phản ứng mà do cái nhiễm virus. Đa phần các ông bà hoặc là bố mẹ mà khi cháu bé sốt á, là rất là khủng hoảng. Là vì thứ nhất, đặc biệt là những cháu bé nhỏ như nhà của nhà Nhu á, khi đó chúng ta hay là nhớ đến những cái cách dân gian nào hướng dẫn thì chúng ta làm để giảm sốt. Nhưng mà chúng ta nên chú ý là cái sốt nó là một cái phản ứng của cơ thể, do đó chúng ta phải theo dõi. Và có những trường hợp nó có thể đi qua, chúng ta hạ sốt rồi nó xong. Nhưng cũng có một số trường hợp các cháu nó sẽ bị những cái bệnh rất là nặng, ví dụ nhiễm khuẩn mà chúng ta không để ý, thì khi đó nó có thể gây nên cái tình trạng nặng nề. Đôi khi có những cháu bé là khi đưa đến bệnh viện nó quá trễ, nó có thể gây tử vong. Vừa rồi thì Nhu cũng chia sẻ là chúng ta đắp chanh này ha, chúng ta chà chanh, thì thật sự ra cái những cái phương pháp đó đôi khi chúng ta chà lòng bàn tay bàn chân chỉ làm cho cái lòng bàn tay bàn chân của cháu bé nó mát thôi, đôi khi nó không hạ được thân nhiệt. Đối với những cháu bé thì cái da của cháu nó còn non lắm, do đó nếu chúng ta sử dụng những cái chất mà nó gây kích thích nhiều quá đôi khi nó không có lợi cho cháu bé và nó sẽ gây tổn thương da. Cái thứ hai nữa, một cái sai lầm của bố mẹ hay là ông bà là chúng ta hay đưa cái tay lên chúng ta sờ xem trán của con
hoặc là cháu của mình nó có sốt không để chúng ta xác định. Thì bây giờ hiện nay chúng ta có rất là nhiều phương tiện, ví dụ như những cái nhiệt kế để chúng ta đo. Thì cái hay nhất mà để xác định xem cháu nó có sốt hay không thì chúng ta nên dùng nhiệt kế. Thì thường ở cháu bé là khi thân nhiệt mà chúng ta đo trên 37.5 ở trên cái nhiệt kế đó thì khi đó là em bé nó đã sốt rồi. Và như vậy chúng ta nên chú ý và nó có những cháu bé là nó sẽ sốt nhẹ là khoảng dưới 38 độ, nhưng mà khi mà cháu bé nó sốt trên 38.5 á thì người ta coi nó là sốt nó quá cao, thì khi đó chúng ta phải tích cực điều trị. Và nếu chúng ta điều trị không dứt điểm được, hoặc là em bé nó tiếp tục sốt, hoặc cháu nó đi vào tình trạng là hôn mê nè, hoặc là cháu nó lừ đừ khó chịu hoặc là co giật, thì lúc đó chúng ta phải nhanh chóng đưa cháu nó đến bệnh viện, vì nó có thể nếu mà không kịp thì có thể ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là tính mạng của cháu bé của chúng ta. Nhưng mà đến đây thì Huy muốn hỏi bác Sơn đó là mình sẽ đặt lại cái câu hỏi ngay từ đầu chương trình: làm gì khi trẻ bị sốt? Mình sẽ áp dụng phương pháp hạ sốt tự nhiên hay là mình sẽ dùng thuốc để hạ sốt bác sĩ? Sốt nó có là cái sốt mà nhẹ thôi và một cái sốt là sốt cao. Thì khi em bé bị sốt nhẹ không á thì chúng ta có thể dùng những cái phương pháp gọi là phương pháp tự nhiên. Thì cái mà hiện nay mà đơn giản nhất mà tiện dụng nhất cho tất cả mọi người là chúng ta sẽ dùng cái nước mà nước ấm thôi, hoặc là không thì các bạn có thể dùng cái nước từ cái nước máy của chúng ta đó, xong chúng ta dùng những cái khăn chúng ta đắp vào những cái nơi, ví dụ như ở trán nè, hai bên nách nè, hai bên bẹn. Tại sao chúng ta đắp vào đó? Là vì ở đó nó có những cái mạch máu lớn, khi nó cái mạch máu nó đi ngang qua đó thì nó sẽ tỏa nhiệt và nó sẽ làm cho em bé mau hạ nhiệt. Khi mà cháu bé nó sốt cao trên 38 độ đó thì chúng ta sẽ tích cực hạ nhiệt. Nhưng mà nếu không thì chúng ta phải dùng thuốc để giảm xuống, vì nếu không thì cái nhiệt độ nó sẽ tăng cao, và có những cháu bé khi nó tăng cao trên 39 độ trở đi đó thì nó sẽ có một cái động tác là co giật, đặc biệt là đối với cháu bé dưới 6 tuổi đó. Chúng ta sẽ dùng một cái liều thuốc là tiểu thuốc hạ sốt cho cháu bé theo cái chỉ định, có nghĩa là đúng theo cái cân nặng nè, cũng giống như tuổi của cháu bé theo hướng dẫn ở trong cái toa. Cái thứ hai nữa bên cạnh đó thì để cho nhanh chóng thì lúc đó vừa uống thuốc mà chúng ta vừa đắp. Và khi chúng ta đắp xong thì chúng ta sẽ đo cái thân nhiệt. Và khi chúng ta thấy thân nhiệt nó dưới 38 độ rồi đó thì chúng ta sẽ yên tâm và chúng ta sẽ để theo dõi cho cháu bé. Và có một cái trường hợp nữa là như đầu bác sĩ có nói rồi đó, khi mà sốt thì không phải đơn thuần là chỉ sốt cảm cúm thông thường hoặc là nhiễm siêu vi, mà đôi khi cháu bé có những cái bệnh lý ví dụ nhiễm khuẩn chẳng hạn, thì chúng ta phải theo dõi cho cháu bé. Nếu mà thấy cháu vẫn lừ đừ, vẫn mệt, hoặc là cái sốt nó cứ liên tục khi chúng ta hạ xong rồi nó lại lên, nó có những cái cơn liên tục như vậy, thì các bạn nên nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện để bác sĩ khám và phát hiện ra sớm. Như vậy là tính ra là mình phải xem coi là cái độ là bao nhiêu, độ sốt là bao nhiêu rồi mình mới lựa chọn cái phương pháp cho hợp lý. Ngoài ra đó thì chúng ta nên nhớ là khi cháu bé mà nó sốt đó thì chúng ta hay có một cái là cái phản ứng của cơ thể là nó lạnh, thì người nhà chúng ta lại tưởng là hai cháu bé nó bị lạnh nên chúng ta lại đắp mền vô. Đúng rồi. Thì đó là cái là nó sẽ gây nguy hiểm, là đôi khi lúc đó là cái thân nhiệt nó sẽ tăng lên. Thì chúng ta chú ý là để cháu ở nằm mình hơi thoáng mát, và mặc quần áo thì nên kín nhưng mà nó mỏng, nghĩa là nó không có nóng, và chúng ta nên mở cửa sổ, tránh tập trung quá nhiều. Ví dụ như khi đó là ông bà rồi nào cô bác hoặc là bố mẹ lo lắng cứ xung quanh thì nó sẽ không tốt cho cháu bé. Khi mà bé bị sốt thì mình cho nằm ở trong phòng lạnh đúng không bác? Hay là... Thật ra đó thì nếu mà mình để trong cái phòng lạnh á thì cháu nó sẽ có cái phản ứng với môi trường bên ngoài là lạnh quá, cháu nó sẽ bị khó chịu. Nên chúng ta nên chú ý là nếu mà muốn mở cái máy lạnh, chúng ta mở cái nhiệt độ nó nhẹ thôi, khoảng là trên 28 độ để cho nó thoáng. Rồi có nhiều bạn có thói quen là chúng ta để làm nhanh là bằng cách lấy nước lạnh á đắp cho cháu bé, vì như vậy cái phản ứng của cơ thể đã đang nóng mà để lạnh vô thì cháu bé nó rất là khó chịu. Nên chúng ta nên chú ý là chỉ làm nước ấm. Quang Huy nghĩ rằng là không chỉ riêng gì anh Nhu đâu, mà tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, mọi người cũng đã có thêm cho mình những cái kiến thức hữu ích để có thể giúp cho những bé nhà của mình, nếu mà gặp phải cái tình trạng là sốt cao thì có thể hạ sốt một cách an toàn, nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Sơn cũng như là cảm ơn anh Nhu đã dành thời gian đến tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 19:35 thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ thì Quang Huy, bác Sơn cũng như là anh Nhu xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà gây ra mùi cơ thể do vi khuẩn và mồ hôi như vậy thì nó còn có một số yếu tố khác, như là người đó thừa cân béo phì, người đó gặp một số vấn đề về sức khỏe.